Kính thưa tất cả quý vị, và đón nhận niềm vui trong tháng 9 này thì GHB Corporation sẽ cho ra mắt 6 sản phẩm mới. Sản phẩm đầu tiên đó chính là viên uống trắng da tinh chất thảo mộc Beauty Plus, phiên bản mới hiệu quả gấp 3 lần so với phiên bản viên uống trắng da thảo mộc Beauty 99. Sản phẩm thứ hai đó chính là cốm tiêu mỡ săn cơ Her Slim. Sản phẩm thứ ba là mầm ngũ cốc tiêu mỡ săn cơ Her Slim. Sản phẩm thứ tư là kem dưỡng trắng da ban đêm Pure. Sản phẩm thứ năm đó chính là phấn phủ khoáng vitamin Muse. Sản phẩm thứ sáu đó chính là chì kẻ mày Muse. Thưa quý vị, và ngay bây giờ, để giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về những dòng sản phẩm của chúng tôi, xin mời quý vị sẽ cùng đến với đoạn clip sau đây. Xin mời. We'll be right back.
kính thưa tất cả quý vị, và ngay lúc này chúng ta sẽ cùng chào đón 6 dòng sản phẩm mới của GHB Corporation được ra mắt trong tháng 9 năm nay. Và cùng với đó là sự xuất hiện đặc biệt của tân CEO Ngọc Trinh, thưa quý vị.